chào các bạn nhé. Nay mình sẽ tiếp tục sửa xung này. Còn bộ này thì nó là 24V 1m các bạn, 56A này. Thì nó hiện tượng là nổ nhá, nổ công suất. Một cái này cắt điện. Nhìn nhá, cái chân gờ luôn. Bốn con gờ sao này chưa hết rồi. Con này đi xe này đi đâu. Đứt hết chở hẳn của chân gờ nhá. Cho qua một cái con số cao nha. Không chết các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ gỡ hết con chết này nhé. Mình sẽ dùng kho nhé. Thế thôi. Thì bây giờ mình tính là mình không nắp chở MD nhé, mình nắp chở dán. Cho nên nó hơi nóng đấy, nhưng không. Còn linh kiện thì đâu để nó chết đâu. Vì xe chắc cũng đèo rồi. Tí mình cắt qua cái xe nó trắng đi. Chúng ta cũng lắp vào vài cái linh kiện đấy. Sản nó mất cả rồi. Chợ này bé nhá. Chợ này tầm 0.25 thôi. Mình cũng là chợ 2512 luôn. Chó nó máu.
xe này các bạn. Để mua đâu, đủ 7 con thôi. Đây các bạn ạ, mình đã sửa sai rồi đây. Nãy là nó xung vì án là do con này là chết này. Gỡ con 1k rồi mà quên để nó mãi sau cái tim con này chết này. Chạy nha. Này. Con bóng đèn nó thế nhá. Tắt tải. Happy birthday. Meow. Ok nha. Hôm nay hơi sai số nữa. Đây phải 4. Đẹp nha. Nha, chết con này. Nó chết con 1k đến đây nhưng mà máy sau phải kiểm tra nó. Và sao duty nó xuống nó thấp. Ok nha.